Em ơi. Dạ. Là tài khoản giúp anh với. Dạ, anh cho em xin tên tài khoản với ạ. Không một cái thôi anh cho. Eo ui cái anh này. Thật ạ? Hả? Thật. Luôn ở đây hả anh? What? Luôn chứ còn gì nữa. Eo ui cái anh này bạo thế. Nhưng mà em thích. Hả? Cái gì đây? Hả? Gì cái gì nữa, vào việc đi nhanh lên. Ok, ôi em hiểu nhầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Thích tôi thì nói ra luôn đi. Hôn. Không. Em hiểu nhầm rồi. Ý anh là tên tài khoản là hôn một cái rồi anh cho. Tên tài khoản, Thế mà em cứ tưởng sau để tên tài khoản khác đi nhá. Để như thế thì bố ai mà biết được. Đưa tiền đây.